một lần nữa lại có cơ hội trèo lên trên đỉnh núi, có phải nói là đỉnh núi Tiger cao nhất Việt Nam 25m, thì cảm giác ở trên đó nó rất là tuyệt vời, nó khác hẳn ở dưới này. Nếu như các bạn nghĩ rằng là ở trên nó chắc chắn là nó sẽ giống như là khi mình đứng ở trên tầng cao thượng và mình nhìn xuống đất thôi, thì nó thật sự là không phải. Bởi vì là một cái cảm giác khi mà mình tự tay mình tự dùng lực của mình để trèo lên trên chinh phục cái đỉnh núi này, thì cảm giác nó rất là khác biệt so với việc mà bạn đứng ở trên một cái tòa nhà nhìn xuống. Và hãy thể hiện sự tự tin cũng như là bản lĩnh của mình bằng cách là hãy đăng ký tham gia và leo thử chinh phục dãy núi 25m được không ạ? Cảm ơn rất nhiều, chúc các bạn thành công. Cảm ơn những chia sẻ của Đông Nhi, và hy vọng các bạn của chúng ta ngày hôm nay sẽ tiếp tục tự tin giống như ca sĩ Đông Nhi.